Bây giờ Bảo Khánh sẽ hớt dìu các bạn nhé. Đấy. Hơi lánh nha, hơi lánh các bạn nhé. Lúc mùa chín già gió lại rất đẹp. À ra. Khuya khuya chút lại gió đẹp đúng không? Bảo Khánh thì cầm khoảng 3 mét dây các bạn nhé. Đấy. Với những con dìu như thế này thì các bạn có thể làm chơi được khá khá là chất các bạn. Đấy. Để mình quay. Gió này cũng khá là vừa vừa với cái những cái diều như thế này các bạn. Nếu mà các bạn mà chơi gió to thì các bạn sẽ độ thêm một chút nữa là sẽ chơi được gió to hơn các bạn. Đấy, đấy, khi nào mà gió yếu là nó bằng cánh này các bạn. Tại là cái gió ở dưới mặt đất thì nó hơi bị loãng choạng chút các bạn nha, nên là nó lắc thôi, chứ còn nếu mà lên trên là nó cũng không lắc đâu các bạn nha. Tâm ra đây chơi lúc mấy giờ? Nãy ra đây chơi lúc mấy giờ? À.